Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Có khi những thứ thấy cái đạo tràng trên không trung của mình, có những người người ta làm công việc bận bịu mà giống như người ta ở giữa đường người ta lễ Phật luôn. Những người tại vì ta không ở nhà được nên ta bật cái điện thoại lên, ta giữa đường ta lễ Phật luôn. Thấy có những người gì luôn, nói rằng là cái đạo tràng này là cái đạo tràng di động quá đúng, cái đạo tràng của thời đại 4.0 quá đặc biệt, nghĩa là mỗi lúc mỗi nơi đều có thể dụng công tu được. Vì nhớ là mỗi ngày chúng ta niệm Phật lễ Phật là chúng ta đang tưới tẩm cái bồ đề tâm của chính mình. Quý vị để ý là một con người khó khăn phiền não cỡ nào đi chăng, nhưng mà chỉ cần niệm Phật lễ Phật thì từ từ sẽ giảm. Vì cái câu Phật hiệu này giống như nó tưới tẩm lên cái tâm tham sân si của mình giảm bớt lại. Cái tâm tham sân si giống như cái tâm khô cằn sỏi đá ấy. Cái tâm nó thô, cái tâm nặng nề, cái tâm phiền não mà nhờ câu Phật hiệu là cái quả giác của Phật tưới lên. Từ từ dưới rồi nó bị tiêu mất. Nhưng câu Phật hiệu này hay lắm. Sáng mình dụng công mình tu một thời gì, mà nhất là tu một thời xong gì mà mình ngồi nói chuyện với nhau, nó tiếp nhận, nó tiếp nhận sâu lắm. Tại vì mình vừa tu xong một thời, mình tán tán bổn nguyện, mình hiểu được nguyên lý niệm Phật nó sẽ được lợi ích như thế nào. Nên từ nơi đó mà gọi là hành giải nó thù thắng, hành giải rất thù thắng. Nên một câu Phật hiệu này, niệm Phật lễ Phật là nó đang giúp cho cái bồ đề tâm chúng ta kiên cố. Mà bồ đề tâm kiên cố là ngay chỗ là cái tâm tham lam, cái tâm tình chấp mình giảm bớt đi thì bồ đề nó phát triển lên. Không? Phát triển lên. Ví dụ như một con người mà tham sân si quá nặng đi thì tức khắc câu Phật hiệu này bị niệm không vô. Vì cái đó nó chướng ngại, chướng ngại. Nên trong kinh Đức Phật dạy là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Đức Phật còn nói rằng một câu Phật hiệu này niệm lên thì tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Mà tại sao chúng ta niệm mà mình thấy sao nó chơi chơi ngộ quá? Vì sao? Ví dụ như giờ mình đang niệm Phật lễ Phật đi, mình đang nghe chia sẻ Phật pháp đi, mình đang nghe gì đó, mà chỉ cần chiếc điện thoại reo thôi là chiếc điện thoại nó kéo mình bỏ Phật, bỏ pháp, nó bỏ tăng. Ví dụ như chiếc điện thoại có nhiều người, mình không phải người nào cũng vậy, nhưng mà thử quý vị đang niệm Phật lễ Phật mà chiếc điện thoại reo một cái đi, vì tức khắc lúc đó bị chạy đi nghe điện thoại, đó là bỏ vào niệm Phật. Mà lúc đó là lúc quan trọng nhất, lúc đó là lúc quan trọng nhất. Tại vì niệm Phật một câu phước sanh vô lượng là lúc quý vị niệm Phật buông xuống những cái vô lượng phiền não, buông xuống những cái vô lượng tình chấp, thì nó buông những thứ đó thì lấy cái quả giác của Phật mình niệm lên thì lúc đó nó mới sanh vô lượng công đức. Còn lúc này mình niệm danh hiệu Phật, cái miệng mình niệm, nhưng cái tâm mình nó quá nhiều tạp tâm tạp niệm, mà tạp tâm tạp niệm nó sanh từ tâm, mà tâm là gốc, miệng chỉ là cành lá thôi, hiểu không? Nên cái gốc nó sanh ra vô lượng công đức, mà mình lại lấy cái gốc thành tạp niệm tạp tâm của thế gian. Nên mình niệm Phật nó chỉ sanh phước báo thôi, chứ nó không phải là vô lượng công đức. Mà nó sanh vô lượng công đức là nó phải đi từ ngay cái chỗ chúng ta khi niệm Phật phải dọn cái tâm của mình. Lên công phu một một tiếng đồng hồ này phải dọn cái tâm mình, giảm tối đa về tạp tâm tạp niệm thì sanh công đức rất lớn. Nghĩa là công đức thì nó là rất viên mãn, nhưng đối với chúng ta là phàm phu thì chúng ta nói công đức lớn công đức nhỏ đi, để với cái tâm phàm phu mình nó phù hợp, chứ công đức là bình đẳng đó nha. Nên từ nơi đó mà mình thấy rõ ràng luôn đó. Thí dụ như giờ mình đang niệm Phật lễ Phật đi, mình nghe ở đâu bên ngoài ai kêu réo gì, hoặc là cái tiếng gì bên ngoài là mình bị dẫn đi liền. Để ý đi,
Hoặc là có những người niệm Phật lễ Phật để điện thoại kế bên, để có ai gọi không, cái gọi nghe liền. Nên mình niệm Phật nó không có vô lượng công đức, nó chỉ được lợi ích phước báo một phần nào không lớn. Nên quý vị nhớ rằng là nếu như chân thật niệm có Phật hiệu này thì sẽ chuyển nghiệp. Cái nghiệp quý vị biết rằng là cái hoàn cảnh bên ngoài là sự lặp lại của tâm. Mà tâm đã nhớ Phật niệm Phật thì nó chuyển cái sự lặp lại của tâm, thì nó chuyển cái cảnh bên ngoài. Thí dụ như có cái cô này ngoài Phú Yên, gia đình cô làm nghề giết chó, sau này gia đình cô chết thì người từng người từng người tới cô là bị tai biến, cô là bị tai biến rất nặng luôn. Mà những đứa ngồi đó cũng nói nhiều lần tai biến rất là nặng luôn. Nó nghĩa là còn một số tiền giết chó mà lời đó, thì đi đến gặp người này người kia, thầy bà đâu là chỉ cái này cái kia, tiền muốn sạch luôn. Thì lúc đó được người ta tặng một chiếc máy của những đức chia sẻ cô nghe. Khi cô nghe rồi lúc đó cô không còn tiền bạc vật chất nữa, là cô chỉ còn toàn tâm toàn ý niệm Phật và không có buồn nữa. Như vậy mà cô niệm Phật mà quý vị biết rằng cô tai biến mà đến mức mà miệng cô câm luôn, không nói chuyện được luôn. Đây là 100% luôn. Khi sau này cô vô cô lễ Quán Âm là lúc đó cô nói chuyện mập mà được, và đi tay chân nó quẹt 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 quẹt. Những lần thứ hai, thứ ba, lần sau thì quý vị biết rằng là khi cô vô cô rất khỏe và nói chuyện ra tiếng rõ ràng. Có nghĩa là nó dọn hết những cái tâm bận tâm này kia, mà nó niệm có vật hiệu phát ra từ tâm luôn. Mà từ tâm mà phát ra luôn thì tức khắc là nó chuyển cái hoàn cảnh bên ngoài luôn. Nên chúng ta niệm Phật mà không chuyển được cái hoàn cảnh bên ngoài là vì trong tâm mình quá nhiều tạp niệm. Mình phải công nhận chỗ này. Có nghĩa là tướng do tâm sanh, mà tướng là hoàn cảnh, mà tâm sanh ra cái cảnh bên ngoài này. Quý vị để ý thì lúc mình niệm Phật, quý vị để ý có những lúc quý vị vô niệm Phật được an lạc nha. Quý vị sẽ nhìn cái gì vì cũng thấy đẹp dễ thương. Như có những lúc những đức niệm Phật, những đức nhìn quý vị lễ Phật ở trong, những đức thấy, thấy vui và dễ thương. Mà có những bữa những đức niệm không vô, những đức quý vị thấy, quý vị thấy ghét. Không lẽ tắt cái tivi liền, lễ gì thấy ghét mà. Đó. Thì quý vị thấy rõ ràng là từ tâm sanh thôi. Đó. Nếu bữa nào mà niệm Phật vô rồi thấy rất dễ thương luôn. Thấy người nào cũng dễ thương, thấy bà cụ, đồng hiệp cũng dễ thương. Thấy người già cũng dễ thương, thấy người xấu dễ thương, người đẹp dễ thương, ai cũng dễ thương. Nhưng mà bữa nào cái tâm đã không vui rồi, thấy hai vợ chồng chàng Lâm lễ Phật cũng thấy ghét. Kỳ cung vậy đó. Đó, đó, đó. Thấy chưa? Cái tâm này nè, tất cả pháp từ tâm tự sanh. Mình đi đậu thừa người ta bên ngoài tác động, nhưng thật sự là cái hại là mình nè. Nó. Nên cái lúc mà quý vị mà tu vô rồi, quý vị mà thông cái tâm rồi, nghe quý vị sẽ thấy mình có lỗi. Còn nếu như có những lúc quý vị bế tắc, quý vị sẽ thấy người ta có lỗi. Người ta là người có lỗi với mình. Tôi không có lỗi, tôi nhiệt tình mà làm sao tôi có lỗi. Chúng ta chỉ nhìn được cái hiện tại, chúng ta không nhìn được quá khứ, hiện tại, vị lai. Thấy không? Nên lúc mà mình bình tĩnh, mình sẽ thấy nhân quả. Là cái hôm nay người ta đối xử với mình là cái của năm xưa mình đã gieo cho người ta. Nên mình muốn trả phước cho rồi, nên dù bao nhiêu lần người ta làm lỗi với mình, bao nhiêu lần người ta hại mình, bản thân mình nhận thấy đó là điều mà chúng ta phải trả để mình về sanh về thế giới cực lạc. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng nè, nếu như bản thân chúng ta đời này sanh về thế giới cực lạc thì tất cả những người hại mình là chúng ta đều tu lợi tha. Thì phải nhớ chỗ này nghe, tâm từ bi nó sanh lớn ngay chỗ này nè. Tất cả những người hại mình, những người mưu hại mình và chửi mắng mình, quyên rủa mình, tất cả những người này là những người giúp cho chúng ta kiên định tâm hơn để sanh cực lạc. Nếu như quý vị phát tâm từ bi thì quý vị phải sanh cực lạc, thì họ không đọa địa ngục. Nếu như quý vị đi đọa địa ngục là họ sẽ đọa địa ngục. Tại vì chính họ não hại mình, chính họ đã làm mình phiền não. Nên khi quý vị chửi một người mà phiền não thì quý vị đọa là chắc chắn. Tại vì người này quý vị không nên chửi họ, người này vì không nên hại họ. Giống như Du Ca Lợi hại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tiền kiếp, hại ngay một vị tu chân chính. Khi hại gần chết xong thì ngài phát nguyện rằng tôi sẽ độ ông đầu tiên,
khi tôi thành Phật. Thấy không? Vì Ngài sanh tâm cảm ơn, vô cái lợi hại Ngài, nên Ngài mới có thể tu được hạnh nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Vua Ca Lợi đã hại quá đúng người, còn mình thì hại không đúng người. Mình hại ngay con người phiền não, mình hại ngay con người sân si, thì mình tiêu rồi. Mình tiêu đã chắc chắn. Mình chửi ngay cái người mình chửi nó chửi mình. Mình chửi nó chửi mình là quý vị tiêu chắc chắn, là không nói vòng vo chứ. Quý vị còn tiếp tục chửi nó thì vì chưa thuộc. Tại vì sao? Quý vị đỏ là chắc, không nói vòng vo. Quý vị chửi cái người nào mà nó không chửi quý vị, càng chửi nó càng niệm Phật, thì vì cứ chửi nó đi. Chửi đến chừng nào bởi vì được tác động, bởi vì niệm Phật luôn, thì lúc đó vì thành công. Chắc chắn luôn. Nên sự cứu độ của chúng ta là mình chưa phải mở tâm lực, nên mình không giúp được chúng sanh. Duyên những đức kết chúng sanh nhiều lắm, những làm rất nhiều cái dị kỳ lắm. Quý vị nhớ những cái đoạn niệm Phật mà ngủ, những bức hình chụp mà gì đâu nè, nó là bị chữ biết bao nhiêu mà nói. Mà những cái công đoạn đó là được coi nhiều nhất. Rồi những cái đoạn vô quan tài là coi nhiều nhất. Ê, nhớ không nhận không? Đó. Đã có duyên hết rồi, có duyên hết rồi, hiểu không? Khi những đức làm cư sĩ là cái điều người ta đang chú tâm xem xét. Đó. Nên những đức làm rất nhiều việc dị kỳ gì ở thế gian này, nó quá dị hợm. Những đức làm việc gì, nhiều việc dị kỳ gì ở thế gian, nhiều việc dị hợm. Dị hợm nó thích coi dị kỳ. Quý vị coi cái gì mà lạ lạ kỳ kỳ là nó thích con. Còn cái gì mà niệm Phật lễ Phật thì nó ít con. Quý vị thấy đúng không? Nó cái gì mà kỳ lạ thì nó coi nhiều. Ví dụ như vợ chồng đánh lộn nhau, đâm chém nhau, mổ bụng nhau, giật đồ, thì coi khi mấy triệu người. Nhưng mà nếu nói gì thiện không còn. Vì sao? Vì nói gì thiện giống như mắng người vậy. Vì nó bắt hiếm cha mẹ nhiều quá, nó coi hiếu kiểu gì không có. Thấy chưa? Nó phải làm cái chuyện gì dị hợm chút để cho người dị kỳ coi. Nó coi thì nó cách chiến đi. Nó làm cái sợi dây nó chiến đó, mà mình tiếp tục niệm Phật làm đấy, rồi tiếp tục nó theo. Nó sợi dây mình kéo nó kéo theo từ từ. Khi là thấy là nó giống như là gọi là mình làm cho nó chửi mình là tạo nghiệp đấy. Nhưng mà cái nghiệp thì nó giảm đi. Nó không có cái nghiệp thì không có cái nhân, quý vị. Nên gọi là Phật Bồ Tát độ sanh thuận và nghịch. Nó giảm đi từ từ. Đó, nó dẫn theo từ từ đến một ngày nào tự nhiên nhân duyên đến lúc họ phải bị một cái gì đó, cái họ nhớ lời của mình nó từng lúc trước nói mà nó chữ, mà nói sát sanh hại vật, rồi bị này bị kia, nó chữ quá trời chữ. Nhưng mà sau này nó bị thiệt, lúc đó nó mới tìm hiểu. Đó là cái sợi dây của sân si mà dẫn dắt đến giác ngộ. Nhưng mà mình phải kiên định nghe, chứ nếu mình chữ lại, nếu như quý vị chữ ai mà ta chữ quý vị lại bị đừng chữ nữa thì biết rồi đó. Chữ không đúng người. Thế vì rèn ai mà bỏ tu thì bị đừng rèn nữa. Vì bị rèn là bị đọa địa ngục chắc chắn luôn. Hiểu chưa? Đó. Nên quý vị đừng có thử ai mà người đó mà người ta phiền não thì đừng thử nữa. Đó. Đừng thử. Tại vì sao quý vị đọa chắc chắn luôn? Nó như vậy vì cứ chữ nhân đức thoải mái đi. Không chữ vậy đâu. Vì nhân đức muốn gì cực lạc. Nó, nhất là trong thời điểm này vì cái chữ thoải mái, chữ thả ra luôn. Vì cái thí nghiệm như nó thoải mái thôi. Tại vì nó quyết tâm à. Quyết tâm là đời này phải về cực lạc à. Giờ đem cái mạng này ký gỡ luôn. Mạng ký gỡ. Đó. Nên là tất cả các bạn sen đang ngồi đây, cố gắng niệm Phật ha. Các bạn nghe những công đoạn này thì Đức biết. Biết trong tâm quý vị lúc này đang vui lắm. Phải không? Đang rất là vui. Tuy là chúng ta ở xa nhau nha, nhưng mà những đứa chỉ cần nhìn vào cái con mắt của cái máy quay phim thôi, đúng không? Là cặp mắt những đứa đang nhìn quý vị, và quý vị đang nhìn vào cái chiếc điện thoại là chúng ta đang bốn mắt nhìn nhau. Thì ta thấy trong cuộc đời có những loại bốn mắt nhìn nhau mà làm nhau đau khổ chứ, còn chúng ta là bốn mắt nhìn nhau làm nhau giải thoát. Hiểu không? Nên có những cái cặp mắt mà nhìn nhau làm nhau đau khổ. Thật sự quý vị có, quý vị ơi, quý vị thấy trong cuộc đời rất nhiều con người đang ngồi đây đã từng có những giây phút nhìn nhau bốn con mắt mà gì mà đã kéo nhau gần hết cuộc đời khổ đau.
từ tóc đen mà thành tóc bạc, tạo bao nhiêu nghiệp chướng gì. Cặp mắt ban đầu đó đó quý vị, nó tạo bao nhiêu nghiệp chướng gì cặp mắt ban đầu đó ha. Và chiếc đầu bông rồi chiếc nhẫn cưới, nó là những kỷ niệm làm nhau đau khổ. Mà tóc bạc trắng bạc phơ, bao nhiêu nghiệp chướng nó tạo ra gì, bốn con mắt nhìn ban đầu kinh khủng như quý vị. Còn bây giờ chúng ta mỗi ngày cũng nhìn nhau, nhưng mà chúng ta lại nhìn nhau truyền tải tư tưởng cho nhau để mà sanh cực lạc đi nào, chứ không đòi hỏi nhau điều gì cả, thấy không? Đó nên bốn con mắt này nên nhìn nhau thường thường, phải nhìn nhau mới được. Tại vì sao? Vì nó câu thông bồ đề tâm đó, sáng lễ Phật khắp nơi nơi hướng về nhau để cầu sanh cực lạc. Nó thành một lực lượng cầu sanh cực lạc mạnh mẽ, giống như một khu rừng như vậy. Không thể nào nói một khu rừng mà một cái cây được, một cái cây sao nói một khu rừng được quý vị? Có ai nói mà đi vô khu rừng mà chỉ có một cái cây chơi chọi không? Nên đại chúng thì không lẽ có mình quý vị gọi là đại chúng? Đại chúng là đông người, ở đây gọi là đại gia đình, gọi là đông người. Nên từ nơi đó mà một khu rừng thì nhiều cây, nên gió thổi cỡ nào mỗi cái cây nó chịu 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 lại chút nên nó tồn tại. Còn chúng ta cùng niệm Phật đông người gì nó trở thành một cái quái lực như một khu rừng vậy, vậy gọi là đại gia đình. Đây gọi là gì? Đại gia đình đoàn kết. Mà trong đại gia đình này có người mạnh, người yếu, người khỏe, người bệnh, có những người có tật nguyền trong đây. Nhưng chúng ta cũng như một khu rừng, có cây to, cây nhỏ, cây bé, mầm non, đại địa là đất. Từ nơi đó nó đều kết hợp lại hết. Chúng ta phải đoàn kết lại để đem cái môn tịnh độ này mở rộng ra. Đó là sự từ bi của mọi người niệm Phật chúng ta đó quý vị. Nên chúng ta nên đưa lên một cái kế hoạch cho cuộc đời mình. Thật sự mình muốn giảng sanh cực lạc thì phải làm sao? Thật sự tôi muốn giảng sanh cực lạc thì phải làm sao? Vui trả nợ. Dù người có não hại tôi bao nhiêu lần cũng vui trả đi. Còn nếu lần này chưa vui được thì chữ lại đi. Rồi lần sau với kinh nghiệm lần này đó thất bại rồi, vấp ngã rồi, lần sau quyết định phải cố gắng. Chứ đừng đừng, đừng nên làm mình ấm ức quá quý vị. Đừng nói rồi mấy tháng nay dụng công quá trời luôn, bữa nay chửi một cái mất tiêu, nghỉ tu. Không, đừng nên như vậy quý vị. Chúng ta có thể bị thất bại và chúng ta lấy đó để làm kinh nghiệm cho cái sự thành công. À, giống như chúng ta leo thang quý vị, từ cái nấc thang thấp nhất leo từ từ lên chứ. Có những khi leo cũng bị trợt chân quý vị, nhưng xong chúng ta tiếp tục leo nữa. Cuối cùng chúng ta leo lên đỉnh cao nhất. Người đứng ở dưới hỏi sao anh leo hay dữ vậy? Nó không hay. Tao leo bao nhiêu lần tao mới lên trên cao được gì đó mày. Mấy lần té. Chân cẳng chày tùm lum, gãy lên cái răng. Mày mới lên trên cao đó đó con, chứ không phải dễ ăn đâu con à, thấy không? Nếu mà bây giờ thí dụ như bây giờ mình tu một ngày nào mình an lạc, mình vui, mình tự tại vô cùng, thì bị biết rằng là có những người nó công nhận, tôi thấy anh chị tu tôi thấy ham ghê, gì đâu mà nó an lạc, nó tự tại quá trời. Không có đâu con, không có đâu em nè, chịu khó lắm, phiền não sân si đủ chuyện nhiều lần lắm, rồi cuối cùng suy nghĩ ra được gì đâu, rồi cuối cùng mới được an lạc. Nó quý vị biết rằng ngài Hư Văn, ngài tu giỏi vô cùng giỏi, mà ngài bị hành hạ, mình bị đánh quý vị. Ngài Hư Văn trong phim thì không có gì đâu, trong chuyện sự thật là ngài Hư Văn ngài bị người Nhật đánh không tưởng tượng được, đánh dữ lắm, đánh đến mức mà quý vị biết ngài sức hồn ngài đi lên cung trời đau sức luôn, lên nó đảnh lễ với Lạc Bồ Tát. Nó rồi ở khỏi nhân gian ghê gớm quá, con tu hành thôi mà đánh đập con dã man, đánh không tưởng tượng được, thôi con ở đây con không về nhân gian nữa đâu. Với Lạc Bồ Tát nói rằng về đi con, nghiệp con trả chưa xong, chừng nào con trả xong con trở lên đây. Ngày trở lại hồn nhập bào xác tiếp tục bị đánh nữa, về chưa? Bây giờ mỗi ngày chúng ta chịu sự khổ đau, chồng vợ con cái, gia đình bạn bè, bao nhiêu sự đối xử tệ bạc trong cuộc đời chúng ta hờn trách. Chúng ta cầu nguyện chư Phật Di Đà, Phật A Di Đà, con khổ quá,
Con chỉ muốn về thế giới cực lạc thôi Bác A Di Đà. Ngài ông thương con sao? Ngài sao ông tiếp dẫn con đi để con khổ? Thân con bệnh đau chân cẳng con nhức mỏi. Sao Ngài ông tiếp dẫn? Bộ Ngài ông thương con sao Phật Di Đà? Phật Di Đà nói rằng: Này, chuyển con. Con còn nghiệp chướng nặng lắm, chuyển à. Không? Nghiệp chướng con còn rất là nặng nề. Con hãy trả đi con. Như chừng nào Ngài đến trước con, chừng nào ta đến, ta sẽ đến. Không? Con hãy niệm danh hiệu ta và yên tâm. Tuy con chưa về thế giới cực lạc, nhưng cực lạc trong tâm con đã có rồi. Dù con gặp bao nhiêu sự trở ngại khó khăn, nhưng con đã có sự an lạc của cực lạc. Nếu như ở cõi này con niệm Phật muốn về cực lạc mà con không có sự an lạc của cực lạc thì không có nhân làm sao có quả hả chuyện. Nên Phật A Di Đà Ngài dỗ dành chúng ta. Ngài nói chừng nào Ngài đến thì lúc đó Ngài sẽ đến. Hãy lo niệm Phật đi. Chúng ta là thường bị cái bệnh là khi vui sướng thì không muốn gì, khổ đau không muốn gì. Thì Phật A Di Đà cũng rất từ bi, Ngài đều chấp nhận điều này. Nhưng Ngài nói rằng thời tiết nhân duyên chưa đến. Cũng như trái chuối chưa già làm sao chín ngọt hả con? Từ từ đi con. Thấy không? Nên quý vị biết rằng là mình mỗi ngày niệm Phật, mình lễ Phật gì, mình cầu sanh cực lạc là mình đã có cái tâm của cực lạc rồi. Tuy là mình trong cái ngũ trượt ác thấy bao nhiêu sự trở ngại khó khăn, nhưng mình có niềm vui, mình có nụ cười, có mà. Nếu vị không có, giờ nãy vị thức chi à? Quý vị nhớ nghe, từ hôm nay mà mỗi thời tu này quý vị nên đón nghe không? Đây là giống như những giọt nước cam lộ mà tưới vô người mình. Chứ không phải đơn giản để bị nghe xong cái tâm quý vị nó sẽ mát mẻ vô cùng luôn. Một chút quý vị bước ra quý vị sẽ thấy cái cảm giác tung tăng. Rồi coi chừng chồng nó chữ. Thế gian nó ngộ lắm. Nó không tu nó thấy bị vui quá, nó chịu không nổi luôn. Nên ngày xưa quý vị thấy mình cười chưa? Mình chia sẻ quá mình cười kinh khủng không? Người ta đâu có chịu nổi. Người ta thấy mình vô duyên gì, người ta đâu có nụ cười đó quý vị. Mình lố quá người ta chịu không nổi. Còn bây giờ vừa vừa gì thì cũng không ai chửi làm gì. Cười vừa vừa. Tại vì cái tác động của chúng ta ở xa quá. Còn nếu mà giờ nguyên cái dàn này mà ngồi kế bên những đức, nó rình rang, vỗ tay rồi nó làm ghê lắm. Nó làm như đức cũng háo hức theo nên bị chửi chết mồ chứ. Nên thì biết rằng mình tu hành kìa. Mình vừa được nghe nói chuyện gì mình vui quá thì một chút bị ra nè, mặt cừ tung tăng chồng nó bộ điên gì, cứ khơ quậy điên, mình bị cũng cứ khơ quậy mày vui đó, phiền não kế bên hãy hết sức cẩn thận giữ cái tâm xong vừa điên hả mày cừ quậy khùng cái gì đứng mình ngồi mình cũng cừ xong rồi mình nói tôi đã điên rồi. Thấy không? Tôi điên gì, tôi muốn gì kịch lạc. Không? Tại vì họ đâu có biết quý vị. Họ đâu có biết sự an lạc của mình. Giống như uống nước nóng lạnh tự biết làm sao mà người ta biết được. Cái niềm vui này của mình không ai hiểu được quý vị ơi. Cái niềm vui này nó rất kỳ cục. Cái người thế gian người ta sẽ cho mình điên. Đúng thiện nhất tâm. Nó có khi mà quý vị nhớ nè. Mình là người niệm Phật an lạc. Nhớ nghe, Minh Phương. Người ta kêu tên mình hay người ta không kêu tên mình, người ta tán thán mình hay người ta chê bai mình, mặc kệ người ta. Mình đừng bao giờ dính vào chuyện ô thầy, đừng kêu tên con. Mỗi lần thầy coi kêu tên con là có chuyện đến chứ con. Tầm 7 nghiệp nó đến là nó đến, chứ không phải kêu tên mà có chuyện đâu. Nên mình được quyền tiếp nhận cái khen và mình cũng được quyền tiếp nhận cái chê luôn. Mình tiếp nhận hai loại này, vì trong cuộc đời khen và chê nó sẽ đi đôi nhau. Nếu như chúng ta không tiếp nhận mà nó đến, chúng ta sẽ phiền não. Nên khi người ta kêu tên, người ta tán thán mình thì mình phải cố gắng lên. Mình đừng chấp vào đó thì sanh cái ngã. Mình phải nỗ lực lên nó mới đúng. Chứ đừng bây giờ nói đừng kêu tên con. Mỗi lần thì kêu tên con là có chuyện đến với con. Nguy hiểm lắm. Nó có chuyện đến nó mới biết công phu mình tu hành sao. Hiểu chưa? Giống như những đứa lên bờ xuống ruộng ra tới ngoài này có niệm Phật hay không thì lúc này mới biết. Thấy chưa? Ở trong chùa thì phải niệm Phật rồi. Đúng rồi, bây giờ ra ngoài đời thì điện thoại, bấm điện thoại đồ, vuốt điện thoại đồ chơi đúng không? Nó sáng đúng cà phê đâu. Nó làm cư sĩ rồi. Tu thôi, đúng không?
Nhưng mà bây giờ càng tu nhiều hơn ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa. Ngày xưa ít tu hơn bây giờ. Thì thấy không? Mỗi ngày chấp nhận ở trong căn nhà, ở trong nhà vậy thôi, niệm Phật. Chấp đi xuống cầu thang, vừa đi nghe, vừa bước thầm nghe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tự nhiên nó cảm giác nó vui. Thì ra cái niềm vui nó không phải đi nhiều đâu quý vị ơi, mà cái niềm vui là do gì? Mình niệm Phật, mình an lạc, và mình nghĩ tương lai Phật A Di Đà. Đem cái đài sen bự gì nè, đem xuống, đưa cho mình bước lên. Cái cảm giác lúc đó đó quý vị, cái cảm giác lúc đó quý vị, cảm giác nó đặc biệt dữ lắm. Có nghĩa là tất cả cái khổ nhỏ khổ lớn gì sẽ trả một lúc xong luôn. Vì nè, mình đang niệm Phật lễ Phật gì nè, cái khổ đau phiền não nhỏ khỏi đời này nó giải quyết, mà giải quyết luôn cái phiền não vô lượng kiếp luôn. Vì Phật A Di Đà một ngày nào quý vị hãy nghĩ, hãy đem cái đài sen thiệt là bự xuống để trước mặt mình. Ngài nói những đứa con bước lên đi con, những đứa già dạ, đúng không, bước lên. Vì thấy cái cảm giác thì nó không đơn giản đâu vị ơi, tuyệt vời dữ lắm. Cứ nghĩ như vậy thì là vì chịu thiệt thòi liền, chịu thua thiệt liền, dù người ta não hại cỡ nào vì cũng vui vẻ. Bây giờ chúng ta mấy ngàn người này bắt tay vô việc đi vị, bây giờ chúng ta bắt tay vô quyết tâm là vui trả nợ. Vậy quý vị đồng ý không? Bắt tay vô vui trả nợ ha, có nghĩa là như thế nào cũng trả nợ, thương ghét gì hay là não hại gì mình cũng quyết tâm niệm Phật vui trả nợ. Dám quý vị làm không? Ai làm đưa tay anh coi, đời này gì cứ làm. Đưa cao lên chứ đưa gì mà thấp thấp, kỳ cục ghê đúng không? Đưa hai tay luôn, nó thấy chưa, phải quyết tâm nghe quý vị. Bây giờ phải bắt tay vô việc làm, rồi xong đến ngày chúng ta về thế giới cực lạc gặp nhau rồi tâm sự, tâm sự thoải mái luôn. Còn bây giờ thôi khỏi, không gặp nhau gì nữa đâu, mệt lắm, gặp gì thôi về cực lạc đi rồi sẽ tâm sự thoải mái luôn nghe quý vị ha. Quyết tâm nghe, thôi hẹn gặp nhau cực lạc. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. Ai với đạo Phật. Ai với đạo Phật.